Trời nắng này, thế mọi người ai cũng được ăn kem á. Mình cũng muốn. Hay là mình vào xin mẹ đi mua kem mới được. Đúng rồi đấy, ý kiến này của mình rất là hay. Thôi để mình vào xin mẹ nơi nào. Cuối cùng mẹ cũng cho mình tiền để mua kem rồi. Thích thật đấy. Sướng là sướng. Trời nắng như thế này được ăn kem. Ôi nó sướng rồi sướng rồi sướng mà không tả nổi luôn ý. Thôi mình phải đi nhanh, không nữa hết mất hàng. Ôi trời ơi, trời gì mà nắng nóng thế này. Hôm nay mình phải đi mua kem ăn mới được. La 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 la. Ồ, có kem dưa hấu nè. Ồ, có kem dâu tây nè. Đây là kem mình thích không à. Ồ, chủ quán nó gì? À, cô về cho cháu hai cái kem nhé. Trời ơi, ta đây nè. Cháu không nhận ra cô à. Con núp ở đây nè. À, mà cháu lấy hai que kem mà. Được. Cô có kem dưa hấu ấy, ngon lắm đây. Cô mới lấy về. Cả kem dâu tây nữa đây. Kem dâu tây hơi ngon luôn ý. Quá là ngon. Ôi, nghe cô kể mà hấp dẫn thế. Lấy cho cháu đi cô. Được, cô lấy cho nè. Trời ơi, mình thấy kem nào cũng ngon hết. Không biết ăn kem gì đây ta. Kem dưa hấu hay là kem dâu tây. Hời, chắc mình nên ăn kem dâu tây đi ta. Ăn thôi, kem ngon hết sảy. Ôi giời ơi, hôm nay mình bán được hết hàng rồi nè. Chà vui ghê, mình lấy nhiều thế mà cũng hết. Mà đúng rồi, trời này nắng nóng như thế này mà có kẹp ăn thì ngon hết sảy. Thôi được rồi, mình phải dọn hàng để đem hàng về thôi nào. Cô Xê ơi, lấy cho cháu kem đi, kem dưa hấu á, cháu thích ăn kem dưa hấu lắm đấy cô ạ. Trời ơi, Hùng Long đến muộn quá rồi. Trời ơi, kem hôm nay trời nắng quá, nên cô đã bán hết kem rồi. Xin lỗi cháu nha, lần sau cháu nhớ đến sớm một chút nữa nhé. Ôi buồn quá đi. Sao cô không để cho cháu với? Kiếm hết rồi. Ai, buồn ghê. Ở đây chỉ mình cô bán kem thôi. Còn lại ở nơi khác xa quá, cháu không đi được. Buồn ghê. Lần sau cô Dê, cô nhớ lấy nhiều hơn nhé. Không để cháu giận cô đấy. Thôi được rồi, đừng có buồn nữa. Lần sau cô mà lấy nhiều á, cháu mà không ủng hộ cô á, cô giận cháu luôn đây. Cô đi về nhé, mai cô sẽ lấy nhiều. Ôi dồi ôi, hàng của tôi đủ rồi nè. Trời ơi. Đây, để cháu làm cho nào. Hơi trời ơi, ôi trời ơi. Xe hàng như thế này thì chắc nữa đây. Mệt ghê. Cô tự làm đi. Cháu đứng xem thôi. Trời ơi, xe cô có làm thế này mà toàn ngã thôi à. Cái thằng này Mày không làm được còn phá hỏng xe ta nữa hả? Hay, giờ nó ghê. Ý, cái xe này thì mình nhẹ nhàng chứ. Đây nè, nhìn ta nè. Đấy, nhẹ nhàng như thế là nó. Ôi dồi ôi. Sao rất hoài dữ vậy? Thế này nè. Đấy, nó được rồi nè. Người đúng là to người mà không làm được. Thôi, ta đi đây. Hài, đúng là xui thiệt. Không có kem để ăn rồi. Tiếc là trời nóng như thế này. Không có kem ăn. Khô hết cả họng luôn. Mà thôi, đi về thôi nào. Về giúp mẹ thôi nào. Hài. Khủng long, nhìn cao mắt cười ghê á. Thì lại đây tớ bảo nè. Ai, gọi ta cái gì? Mua gì mà mua hai cái kem thế? Trời ơi.
Không sao đâu, nè, tôi cho cậu một cây dưa hấu đấy. Nhìn cậu đi mua kem mà hết hàng mắc cười ghê. Hả? Thật hả? Người cho ta kem dưa hấu này. Thật luôn ấy, thịt đấy. Mà cảm ơn cậu nhé. Ồ, thấy cậu tốt mừng thật đấy. Nãy cậu nói là ta mày, rồi xong bây giờ cậu nói là bạn bè thân thiết. Ừ quá ha. Rồi, cậu lộc mặt nhanh quá đi thôi. Thì tớ xin lỗi Huki, là sau tớ không có làm như vậy nữa. Được chưa cậu ơi? Rồi. Nè, kem dưa hấu nè. Rồi. Ôi trời, cảm ơn rất nhiều. Ôi, kem gì mà ngon khốt đã vậy cậu ơi. Tớ không thể quên nào cái mùi vị dưa hấu này. Nó quá ngon mà nó có đã luôn ý. Nó mát lạnh luôn. Đúng rồi, kem dâu cũng ngon đấy cậu. Ước gì có thêm vài chục cái ở đây nữa. Ta ăn tha hồ luôn ý nhở. Thôi, cậu không nên ăn nhiều kem nên thế. Không thì đau họng đấy. Hả? Đúng rồi, ăn nhiều gì đau họng đấy. Các bạn ơi, các bạn nhớ ăn kem ít thôi, ăn nhiều là đau họng đấy. Huki dạy mình thế đấy. Được rồi, thôi bọn mình đi về nhở. Tớ về đây, ba mẹ tớ đang đợi ở nhà. Tớ đi đây.